Như vậy là chúng ta đang đến với vòng đặc biệt của số siêu kinh điển giữa hai đội quán quân chương trình Nhanh Như Chớp. Chúng ta lại lần nữa chuẩn bị gọi là hưởng hương vị chiến thắng. Mà hiện tại là cũng là quán quân của quán quân rồi. Trời có được hương vị đó rồi. Quán quân hoài. Quán quân hoài. Nếu chiến thắng mang về 500 triệu đồng. 500 triệu đồng. Chớ nửa tỷ đồng. Nửa tỷ đồng. Đủ lo cho con đi học đại học. Một gia sản nhiều người mơ ước. Làm nghề bao nhiêu năm trời chưa giờ có trong tay nửa tỷ đồng. Làm quá. Làm quá. Con này livestream nhiều tiền. Bắt dây. Và bây giờ câu hỏi của chương trình như sau. Hãy kể tên 20 di sản tại Việt Nam được UNESCO công nhận, bao gồm tất cả các hạng mục. Chùa Một Cột. Treo. Tuôn. Đà Sẵm. Trống Đồng. Cá Huế. Lăng Chà Cả. Không được ai biết. Thánh Địa Mỹ Sơn. Đền thờ Tổ Nghiệp Hoài Linh. Không được. Chưa. Nhà Cung Đình Huế. Không biết. Phong Nha Kẻ Bàng. Đền Hai Bà Trưng. Phố Cổ Hội An. Sao mình đang trả lời hoài vậy? Đánh mà không biết luôn. Anh phán ra hoài. Vô nhanh. Anh nhắc. Đi đâu cái gì? Rồi. Kính thưa các anh chị thân mến. Kính thưa các bạn thân mến. Giá mãi nhầm lần là lùng ghế đó. Thưa đội trời thân mến. Ở Việt Nam, xin thông báo luôn là trên 20 di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Rất là hãnh diện. Mọi người chỉ có nêu ra được 4. Ôi ơi. Sao ít quá vậy? Ít quá vậy. Khó đấy. Lăng Chà Cả của Lâm không được. Lăng Chà Cả là được gia đình Lâm công nhận. Mời vào đây. Không được gì cả. Được chứ. Gia đình mình rất là giỏi rồi. Quán quân của quán quân thì còn gì hãnh diện hơn. Chúng ta mang về giá trị tiền thưởng là 15 triệu đồng. Bây giờ nè, Lâm là quán quân của quán quân thì mình thấy sao? Dạ em thấy sung sướng và hạnh phúc lắm. Em hy vọng là Nguyễn Kim sẽ mời em livestream.